Vợ cũ Bằng Kiều phát hiện có khối u ở họng, các ca sĩ nên kiếm một công việc khác để làm. Vừa qua, tại một livestream, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ về câu chuyện phẫu thuật thành quản của cô. Cách đây 2 tuần, tôi đi khám và bác sĩ phát hiện có khối u ở họng, tôi phải thực hiện phẫu thuật ngay, cũng khá đau. Mấy chuyện này tôi ít khi chia sẻ lên Facebook vì sợ mọi người lo lắng, chính vì thế nên mọi người không biết. Sáng hôm đó, tôi nhờ Lâm Thúy Vân đưa ra bệnh viện để phẫu thuật. Lâm Thúy Vân sợ tôi phẫu thuật xong bị choáng, không tự lái xe được nên bảo tôi khi nào xong thì gọi đến đưa về. Bệnh viện tôi phẫu thuật cũng gần nhà tôi và ngay sát khu Nghĩa Trang có mộ chị Ngọc Lan. Tới lúc vào bệnh viện và phẫu thuật xong, tôi phát hiện ra mình quên điện thoại ở nhà nên không gọi cho Lâm Thúy Vân được. Tôi cũng không nhớ được số điện thoại nào để gọi nên đành đi bộ từ bệnh viện về nhà. Trên đường về, tôi đi bộ ngang qua Nghĩa Trang có mộ chị Ngọc Lan, mất 15 phút là tới nhà. Về tới nhà, tôi lại phát hiện ra không có chìa khóa mở cửa. Tôi bấm chuông liên tục mà Lâm Thúy Vân ở trên lầu không nghe thấy gì. Tôi lại vừa phẫu thuật thanh quản xong nên không mở miệng gọi được. Tôi bực quá liền lấy cục đá chọi thẳng vào phòng Lâm Thúy Vân. Tới lúc đó Lâm Thúy Vân mới xuống mở cửa cho tôi. Nếu là ngày trước thì tôi phải bực mình lắm vì phải đi bộ từ bệnh viện về nhà. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy bình thường, tôi vui vẻ đón nhận các sự cố xảy đến và tự đi bộ về cho khỏe, coi như tập thể dục luôn. Tôi nhận ra rằng trước khi có sự cố, người ta có thể chọn giữa vui vẻ và bực bội. Nếu chọn vui vẻ và xử lý mọi chuyện theo cách tích cực thì sẽ tốt hơn rất nhiều, rồi mọi thứ cũng sẽ xong hết. Hơn nữa, tôi cũng muốn thông qua trường hợp của mình để nhắc nhở mọi người không nên phụ thuộc vào điện thoại quá nhiều, phải nhớ ít nhất một vài số của người quen để gọi khi cần thiết. Từ câu chuyện của bản thân, Trizzie Phương Trinh gửi lời khuyên tới các đồng nghiệp. Tôi phải mất 1 tháng sau khi phẫu thuật mới nói lại được bình thường. Ngày đầu tiên phẫu thuật xong, tôi nói không ra hơi, nhưng tôi vẫn nói chuyện đều vì tôi từng bị mất giọng cách đây nhiều năm. Giờ không sợ nữa, tôi cũng khuyên các ca sĩ nên kiếm một công việc khác để làm, phòng trường hợp mất giọng như tôi không đi hát được nữa. Tôi cũng may mắn có được công việc kinh doanh từ nhiều năm trước nên khi mất giọng không đi hát được vẫn có thu nhập. Bản thân tôi từ lâu đã hiểu rằng tuổi nghề của người ca sĩ rất ngắn nên ngay sau khi lấy chồng đã chuyển sang làm kinh doanh. Tôi còn đi học để lấy đủ thứ bằng phục vụ cho công việc kinh doanh. Nhờ học hành đầy đủ nên tôi bán được nhà với giá rất cao. Người ta thấy thế mới tìm tôi để nhờ tôi môi giới và tiền hoa hồng lên tới 25.000 đô. Nhưng tôi không làm vì nghề môi giới bất động sản không thích hợp với tôi. Phải chiều khách, đưa khách đi khắp nơi, tôi không có tính kiên nhẫn để đưa khách đi khắp nơi. Tôi muốn làm những nghề quản lý để không cần có mặt trực tiếp nhưng vẫn làm ra tiền. Hiện tại, tôi rất ít khi có mặt ở nhà hàng của mình nhưng mọi thứ vẫn vận hành trơn tru.